Chồng cũ Phi Thanh Vân lần đầu trải lòng về biến cố vỡ nợ, muốn từ bỏ cuộc sống. Những ngày trở lại đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến sự việc chồng cũ của Phi Thanh Vân, Nguyễn Bảo Duy, tự tử vì làm ăn thua lỗ, vỡ nợ hàng chục tỷ đồng. Trong giây phút nghĩ quẩn không tìm được lối thoát, anh đã có ý định tìm đến cái chết. Thế nhưng may mắn được người thân phát hiện, kịp thời cứu sống. Được biết sau khi tự tử không thành, Bảo Duy quyết định tìm đến một nơi thanh vắng để bình tâm lại, từ từ tìm cách giải quyết nợ nần. Toàn bộ công việc kinh doanh của anh giao lại cho chị gái quản lý. Trong những ngày ở ẩn, Bảo Duy thường xuyên đăng tải trên Facebook những dòng trạng thái chất đầy tâm sự. Cách đây không lâu, anh chia sẻ về sự cô đơn trong lúc sa cơ lỡ vận. Kiếm một thằng bạn để tâm sự lúc này khó thật đấy. Tìm bạn thân nhất nhắn tin thì thấy nó đã xem. Đời là thế thôi bạn ơi, anh viết lên trang cá nhân. Mới nhất, Bảo Duy lại chia sẻ một đoạn status khá dài, chứa nhiều hàm ý về cuộc đời trên Facebook. Cuộc đời của một con người nhiều lúc mong manh, đôi lúc cứ để nó trôi đi trong vô nghĩa, bởi vì chúng ta chẳng thể nào tưởng tượng nổi một ngày ta mất tất cả. Đó mới là cơn ác mộng dài nhất mà chúng ta phải mất rất nhiều những năm tháng sau này để tập làm quen với nó. Cuộc sống này vốn luôn đơn giản, sự phức tạp và rối rắm chỉ từ suy nghĩ của mỗi người mà sinh sôi nảy nở. Nhưng đến tận cùng thì nó vẫn sẽ luôn là những vòng quay tuần hoàn của nó. Có những bức ảnh Bảo Duy chia sẻ, gương mặt của anh gầy và ưu tư hơn trước rất nhiều. Bạn bè của Bảo Duy gửi những lời động viên cùng lời chúc anh sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Vì sao Phi Thanh Vân luôn cười khi chồng cũ Bảo Duy uống thuốc ngủ để từ bỏ cuộc sống? Những ngày qua, thông tin chồng cũ Phi Thanh Vân tự tử vì nợ nần gây xôn xao dư luận. Hình ảnh Bảo Duy với gương mặt hốc hác, đầu trọc khiến nhiều người lo lắng. Cảm thông chia sẻ với chồng cũ Phi Thanh Vân, nhiều người lại quay sang xem động thái của cô khi bố của con trai gặp khó khăn sẽ như thế nào. Trái ngược với ồn ào bên ngoài, Phi Thanh Vân lại rất bình tĩnh. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cô gái xấu xí liên tục chia sẻ những khoảnh khắc rạng rỡ xinh đẹp cùng với những triết lý cuộc sống. Chúng ta ai cũng có những lúc gặp hoạn nạn khó khăn, nhưng tình bạn sẽ giúp ta vượt qua được nhiều chuyện buồn phiền. Học tập, tu dưỡng giúp chúng ta thành công. Thành công chỉ dành cho những người có lòng đam mê, công việc. Tình thân chỉ đẹp đúng nghĩa khi mọi trái tim yêu thương nhau chân thật. Thất bại là bài học giá trị nhất cho sự trưởng thành. Nền tảng của thành công là trái tim và khối óc tinh thông, nhân ái. Âm mưu là thủ đoạn thấp hèn, chỉ chứng minh đó là tiểu nhân. Quay đầu là bờ, hóa giải hận thù, trân quý nhau như những bậc chính nhân quân tử. Mọi nỗi buồn đều gói gọn cho vào ngăn tủ nhỏ, mạnh mẽ chào đón niềm vui và hy vọng mới. Bởi chúng ta được sinh ra, được làm con người cũng đâu phải dễ. Chinh hãy sống vì bản thân mình, vì đấng sinh thành và cả những người yêu thương bên cạnh ta nữa, Phi Thanh Vân viết. Nữ diễn viên cũng nói thêm, đời gặp nhau là duyên, nhận ra sai lầm là ngộ, sửa chữa sai lầm là tu, học tập phương tầm là dưỡng. Tất cả duyên, mọi người bạn đến với ta, dù tâm tốt hay xấu, đều dạy ta lớn lên và trưởng thành. Hãy trân trọng tất cả mỗi lương duyên ấy. Vạn lương duyên thân yêu nhau bởi duyên trời. Mọi người nên có trách nhiệm với chính bản thân mình, với những gì mà mình hành động và gây ra. Đúng là đúng và sai là sai. Đừng đổ lỗi tại A, B, C, D. Sai đâu thì sửa đó. Đừng mong chờ sự giúp đỡ của người khác. Mình không tự giúp mình thì đừng mong ai sẽ giúp được mình. Hôm nay trồng cây ổi, chắc chắn sau này ra trái ổi. Làm sao mà ra trái đầu tiên được? Sau những triết lý cuộc sống, Phi Thanh Vân thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ riêng khi bạn bè đề cập đến ồn ào của chồng cũ. Cụ thể, một người bạn của Phi Thanh Vân đã đăng ảnh của cô cùng bạn bè, cùng với dòng chia sẻ. Ngồi bên nhau giữa tam bảo tin tức hỏi về chồng cũ tự tử, em gái tôi Phi Thanh Vân vẫn thế này thôi. Một người em khác cũng hào hứng, giữa tam bảo chị tôi vẫn chọn cách im lặng là vàng. Phi Thanh Vân em ủng hộ chị em ta cùng nhậu nào. Tất niên năm nay 100 anh em đến chung vui, rất hứng khởi cho một năm thắng lợi. Không lãng tránh giọng ca Gia Nâu để lại bình luận bên dưới dòng trạng thái nhắc đến chồng cũ. Thiện tai, gieo nhân nào gặt quả ấy, gieo ác gặp ác, gieo thiện gặp thiện. Mới đây Phi Thanh Vân dẫn link bài viết có tựa đề Mặt chồng cũ tự tử vì thua lỗ, Phi Thanh Vân tình tứ bên trai Tây ngày Tết. Đính kèm, người đẹp giàu kéo cho biết, chiếc áo đã không còn mặc nữa thì đành bỏ đi thôi, không gượng, không cưỡng cầu. Mạnh mẽ mọi lúc mọi nơi và cả mọi trường hợp, không có ngoại lệ, không quan tâm làm gì. Kết lại cuộc hôn nhân dang dở và ồn ào với Phi Thanh Vân, Bảo Duy bắt đầu cuộc sống mới, tiến đến cuộc hôn nhân tiếp theo. Chồng cũ người đẹp giàu kéo mở công ty kinh doanh riêng, Tuy nhiên trong hành trình mới, Bảo Duy vấp phải nhiều khó khăn về kinh tế khi đầu tư dàn trải từ mỹ phẩm, bất động sản đến chứng khoán. Chỉ trong vòng thời gian ngắn lao vào thương trường, chồng cũ Phi Thanh Vân đã mất hàng chục tỷ đồng nên bế tắc và suy nghĩ tiêu cực. Gần đây nhất, Bảo Duy uống thuốc tự tử, nhưng may mắn được gia đình phát hiện kịp thời và cứu sống. Hiện tại, chồng cũ của Phi Thanh Vân đang tá túc tại một ngôi chùa trên núi để tĩnh tâm, tìm cách giải quyết khó khăn. Bảo Duy dự định khi tâm lý bình ổn sẽ liên hệ với các chủ nợ để thu xếp các khoản vay. Giật mình trước tin nhắn chồng cũ Phi Thanh Vân gửi cho con trước khi uống thuốc ngủ từ bỏ cuộc sống. Khép lại cuộc hôn nhân dang dở và ồn ào với Phi Thanh Vân, Bảo Duy bắt đầu cuộc sống mới, tiến đến hôn nhân tiếp theo. Chồng cũ người đẹp giao kéo mở công ty kinh doanh riêng. Tuy nhiên trong hành trình mới, Bảo Duy vấp nhiều khó khăn về kinh tế khi đầu tư dàn trải từ mỹ phẩm, bất động sản đến chứng khoán. Chỉ trong thời gian ngắn lao vào thương trường, chồng cũ Phi Thanh Vân đã mất hàng chục tỷ đồng nên bế tắc và suy nghĩ tiêu cực. 35 năm của cuộc đời tôi chưa bao giờ thưởng thức một mùa Giáng sinh vui vẻ bên gia đình đúng nghĩa. Và bây giờ cũng thế, xung quanh ta chỉ riêng mình ta, nhưng thôi mọi người mọi số phận. Bảo Duy tâm sự vào đêm Noel 2018 vừa qua. Gần đây nhất, Bảo Duy uống thuốc tự tử nhưng may mắn được gia đình phát hiện kịp thời và cứu sống. Trước khi quyên sinh, chồng cũ Phi Thanh Vân đã có nhiều chia sẻ bi lụy, muốn tự kết liễu cuộc đời. Vào ngày 5 tháng 2, chồng cũ Phi Thanh Vân gửi thư chúc mừng sinh nhật Quý Tử. Bảo Duy xin lỗi bé Tấn Đức vì đã không làm tròn bổn phận và trách nhiệm của người cha. Happy birthday Tấn Đức, ngày mai là sinh nhật con rồi, nhanh quá, thấm thoát con trai của ba đã lên 3. Thế là ba phải một lần nữa viết thư chúc mừng sinh nhật con mà không phải được gặp để ôm con vào lòng. Ba xin lỗi vì ba không làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình. Có những điều trở ngại công việc và mọi thứ đang dần tối đi, nên ba không bên cạnh con lúc này. Ở một nơi xa, ba luôn cầu chúc phúc cho con, luôn hạnh phúc trong yêu thương của mọi người, may mắn và thành công trên đường đời. Hãy biết học cách chấp nhận. Ba nhớ con nhiều lắm, Bảo Duy viết. 4 ngày sau, chồng cũ Phi Thanh Vân tiếp tục nhắn gửi đến con gái riêng với vợ đầu. Lại thêm một công chúa sắp thành thiếu nữ, ba nhớ các con. Những ngày đầu năm mới 2019, chồng cũ Phi Thanh Vân gây chấn động showbiz Việt khi thông tin anh tự tử được công khai trên truyền thông. Theo thông tin được tiết lộ, Bảo Duy đã uống thuốc ngủ để kết liễu đời mình vì nợ nần chồng chất, nhưng may mắn được gia đình phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trước thông tin đời tư lan truyền, Bảo Duy thừa nhận cuộc sống của mình đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, chồng cũ của Phi Thanh Vân đang tạm thời ở ẩn và giao toàn quyền quản lý công ty cho chị ruột. Hình ảnh bố của con trai mỹ nhân giao kéo với đầu trọc, thân hình tiều tụy lan truyền mạnh khiến nhiều người lo lắng. Lâm Khánh Chi và nhiều bạn bè thân thiết đã gửi lời động viên đến Bảo Duy thông qua trang cá nhân. Trước những lời động viên, chồng cũ Phi Thanh Vân mới đây tự nhủ, sẽ luôn cố gắng vì xung quanh ta còn nhiều đối tác ủng hộ nhiệt huyết. Phi Thanh Vân bất ngờ phản ứng khi chồng cũ Bảo Duy uống thuốc ngủ để từ bỏ cuộc sống. Vài ngày qua, khán giả đã rất bất ngờ khi có thông tin chồng cũ nữ diễn viên Phi Thanh Vân, anh Bảo Duy đã uống thuốc tự vẫn vì đang mang nợ đến chục tỷ đồng. Theo đó, anh may mắn được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau khi đầu tư vốn vào bất động sản, vào dự án ma, mắc nợ xã hội đen với lãi suất cao ngất, thì số tiền hiện nay mà Bảo Duy đang vướng phải lên đến 10 tỷ đồng. Khoảng 10 ngày nay, anh không còn khả năng trả lãi. Được biết số tiền mà anh phải thanh toán lãi hàng tháng lên đến 500 triệu đồng. Tinh thần của Bảo Duy hiện đang bất ổn, anh tạm lánh ở một ngôi chùa. Đây là cái Tết đáng nhớ nhất của anh khi phải lang thang khắp nơi, không tìm được hướng đi tiếp theo cho mình. Trong lúc này, nhiều người tò mò xem phản ứng của Phi Thanh Vân sẽ như thế nào. Tuy nhiên, cô chẳng nhắc đến sự việc của chồng cũ, mà thay vào đó là những lời triết lý trên trang cá nhân. Chúng ta ai cũng có những lúc hoạn nạn khó khăn, nhưng tình bạn sẽ giúp ta vượt qua được nhiều chuyện buồn phiền, học tập tu dưỡng giúp ta thành công. Ngoài ra, cô cũng chẳng ngần ngại tâm bảo mà chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ của mình bên trai Tây. Thời gian về sau này, Phi Thanh Vân cũng hạn chế nhắc đến tên Bảo Duy. Cô dành thời gian cho công việc kinh doanh và tận hưởng cuộc sống cá nhân. Đồng thời, cô tiết lộ dù có nhiều người đàn ông theo đuổi, nhưng nữ diễn viên vẫn chưa muốn đi thêm bước nữa. Mọi tình cảm của cô đều dành cho cậu Quý Tử. Tưởng chừng Bảo Duy sẽ thành công trong công việc sau những chuyện không hay trong tình cảm, nhưng may mắn một lần nữa lại không đến với anh. Hy vọng chồng cũ của Phi Thanh Vân sẽ sớm vượt qua được những khó khăn trong thời gian này.